Top Tara của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip về vị tướng Van Hen cho các bạn. Trận này là trận cuối mình lên cao thủ của nick này rồi, nên là mình chơi vị tướng, chờ lựa một vị tướng nào chơi cho ngầu ngầu chút anh em ơi. Ok, hôm nay mình sẽ chơi phong cách Van Hen lên full dam, full tóc tránh luôn anh em ơi. Ok, bản ngọc của Van Hen thì mình lên trận đấu này mình lên bản ngọc cho nó là tóc đánh chí mạng nha anh em. Ngọc đỏ mình lên 10 viên tóc đánh tỷ lệ chí mạng, ngọc xanh mình lên 10 viên tóc đánh tóc chạy, và ngọc của ngọc tím mình lên 10 viên tóc đánh tóc chạy, và ngọc xanh mình lên 10 viên công một lý xiên giáp nha nè. Ok, trận đấu này lại gặp John nữa rồi. Hôm bữa mình làm cái clip chơi Van Hen mình gặp John, hôm nay mình lại gặp John. Nhưng mà hôm nay mình đi với bạn SB là Bét Rắc nha. Đứa em mình nó kéo Rắc rất là tài tình luôn. Nói chung cặp đôi Rắc với Van Hen là cặp đôi này là cặp bài trùng đáng gờm của Liên Quân luôn nha anh em. Rất là khó chịu luôn. Nếu mà bạn Rắc chơi hay thì mình chơi Van Hen rất là tốt luôn em. Kệ tay Van Hen ngắn á, mình chỉ chơi được tầm gần thôi, mà có một vị tướng nào mà kéo tốt á thì mình sẽ chơi khá là ổn luôn em. Còn nếu mà không có vị tướng nào mà nó hỗ trợ tốt thì mình chơi Van Hen thật sự rất là tù luôn em. Tay nó ngắn quá nên là cảm giác rất là khó chịu luôn. Xem bạn đi qua tính ganh pha này của mình luôn. Ok, kéo bò thì ăn thịt bò luôn anh em ơi. Mừng thịt bò ăn luôn, không cho chạy đâu nha anh em. Ok, cấu rỉa hết mức luôn. Ok, vô tới nhà tao định chạy hả? Ok, mạng đầu cho bạn Rắc rồi, mình cũng được một mạng hỗ trợ nha anh em. Cái phần trang bị thì mình để phần đầu video rồi nha anh em. Anh em có thể tham khảo phần trang bị của mình, nếu thấy phù hợp với phong cách chơi của mình thì mình lên thử chơi nha anh em. Rồi còn mít này nữa. Mít này thì mít mới vô mình toàn hỗ trợ không anh em ơi. Được hai bạn hỗ trợ rồi. Chơi Van Hen thì cái phong cách mình chơi là cấu rỉa nha anh em. Lúc nào mình cũng phải giữ chiêu hai lại để mình có cái chiêu mà mình kêu bằng chơi với mấy con sát thủ, ví dụ như sát thủ có lao vào mình có chiêu hai mình chón để mình còn chạy được nha anh em. Còn không á, chiêu hai một phần nữa, chiêu hai nó còn có thể giống như là mình chơi gấu rỉa thì mình chón chiêu hai rồi mình bấm chiêu một để mình xả hết combo của nó ra anh em. Nó rất, cũng rất là thốn luôn nha anh em. Nó tăng tốc đánh và nó có độ làm chón nữa, khi mà đánh đủ 5 cái nó chón tiếp một lần nữa, nên là mình cứ gấu rỉa thôi. Chơi phong cách thì cứ cấu rỉa, đừng có ham mạng quá. Mình hết combo mà mình không chết đó thì thôi mình lui, chứ đừng có ham quá. Mình cứ áp mình quánh hoài. Mình cảm thấy combo mình đủ kết liễu nó thì mình hả cốc tóc biến hay mình dí theo rồi mình chơi, chứ đừng có ham mà cấu nó quánh chết nha anh em. Hết chiêu là không còn chiêu để chơi nha. Ok, cái trận đấu mà cuối lên cao thủ thì nhiều lúc nó cũng hơi gắt nha anh em, cũng không dễ lắm đâu. Ok, mình kết được con chim rồi, 4 mạng hỗ trợ trên tổng 5 mạng cho mình rồi.
nói chung không có ăn mẹ nhưng mà hỗ trợ sát sao vậy thì cũng khá là xanh nha anh em. Nãy mới khen mà ngắt mà sao rắc kéo hụt hoài vậy ta. Ok, mạng này mình sẽ tóc biến lên, mình viết vô luôn nè. Đó, khi nào mình xác định mình kết liễu được tem bạn thì mình dùng hết combo, hoặc là mình có thể tóc biến để viết để cho nó chạy ổn. Còn mình không được thì mình thôi nha anh em, đừng nóng quá đi anh em. Ok, mình lại hỗ trợ nó rồi. 105. Bỏ đi rắc ơi, rắc hết máu kéo vô nó xả cái chết. Có bạn nhiều xuống nữa nè. Kéo trúng thì xác định nha. Đó, mình không dám dí đeo luôn em ơi. Ok, mình đã giết được nó rồi. Con này, con anh hen, nếu mà mình lên full đồ, nó cũng là một vị tướng rất là cho khó chịu nha anh em. Mình cấu rỉa theo cái kiểu mà tốc đánh cực kỳ nhanh nên là rất là khó chịu luôn. Nhiều lúc tem bạn sẽ không ra chiêu nổi với con anh hen luôn nha anh em, nếu mà full tốc đánh. Con này mình chơi phong cách full phép nó cũng rất là thốn luôn anh em. Một combo là có thể, nếu mình xanh combo có thể cách liễu nó một em liền. Mệt canh thử cây ớt con chim này được không? Nãy mình cây ớt thành công con rồi. Thôi chuyến này mình không dám cây ớt đâu. Nó hết trùng quá chết liền á. 205. Mình cũng khá xanh rồi. Bây giờ mình sẽ lên cây thánh kiếm cho nó để mình lấy cái lượng chí mạng cho nó nha anh em. Trời, đau chọt chọt như vậy cũng ăn được mạng đó anh em ơi. Ok, quánh con rồng hết kịp rồi, nó quay trở vô luôn rồi anh em ơi. Rồi, trúng thì xác định. Chỉ cần kéo trúng là có mạng nha anh em. Cấu con này luôn nè. Con anh hen á, phong cách chơi á, mình vừa đánh vừa chạy nha anh em. Chơi mình vừa đánh vừa chạy nó sẽ tối ưu hóa nhất cho con này nha. Ok, bạn rắc rất là hiểu ý không? Rất hiểu ý mình. Thấy mình hết máu thì bạn ấy đứng che cho mà trụ bắn một cái để mình chạy qua nha anh em. Cái đó là một nghĩa cử rất cao đẹp. Team mình chơi rất là hiểu ý luôn. Ok, 407 rồi anh em ơi. Team bạn trận này cũng rất là khó chịu luôn nha anh em. Cái đi đường tớp là con Vigo rất là trâu, đấu sĩ hai mạng, bạn bò cũng rất là trâu nên là đi quanh hen cũng rất là khó nhai tem bạn đó. Gặp thêm bạn Diêu đi rừng nữa cũng có thể là một combo nó sẽ kết liễu mình liền nên là cũng rất là gắt luôn. Mình chừa cái quả cầu băng xương, nãy giờ mình đang đợi quả cầu băng xương nè. Ok, cái combo này mình sẽ cố gắng bình tĩnh nha anh em, gần hết máu rồi, mình bước ra tới là con Diêu nó xử mình liền. Ok, bạn Diêu đã bị tiêu diệt rồi anh em ơi. Mạng này mình còn một quả cầu băng xương nên mình sẽ cố chọt chọt coi. Ok, mình chống bạn bò luôn nè. Bạn bò bị hạ rồi nha anh em. Ok, xả canh ti nè. Ok, có bạn chịu đơn xuống nữa. Dạ, một cái pha combat rất là thuận lợi thôi anh em ơi. Nâng tỷ số mình lên 609 rồi. Ok, mình cứ chơi, vừa chơi vừa cấu rẻ vừa đẩy trụ nha anh em. Mình cố gắng đẩy cái trụ này để team mình có lợi thế hơn nè. Mình sẽ lên món tiếp theo cho nó là một cái vuốt hung tàn anh em. Vuốt hung tàn cái tốc đánh nó sẽ tăng dần theo cái lần bắn, số lần bắn luôn. Nó tăng tối đa tới 5 lần, cộng dồn tới ra 5 lần. Nó rất là phù hợp cho banh hen luôn anh em. Còn nếu mà trận nào mà tem bạn mà nó khống chế nhiều quá, mình sẽ nên lên cái song đao bảo táp mình để mình lấy cái lượng miễn hiệu ứng nha anh em. Cái vuốt hung tàn thì nó không có miễn hiệu ứng nhưng mà cái lượng tốc đánh nó rất là tốt luôn. Con nó lấy lượng tốc đánh rất là tốt. Anh em thấy không? Cái lượng tốc đánh của mình bây giờ phải nói là khá là ngon luôn. Mình cấu rỉa cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Cái lượng gặp thêm cái cây gươm sắp xét nữa, nó làm tăng cái lội độ chí mạng lên nữa. Gươm sắp xét cái nội tại mùa này nó có tăng cái chí mạng nữa nên là rất là khốn luôn. Vừa nổ đam, vừa nổ chí mạng, vừa có sát thương phép của cây giao điện đó nữa nên là rất là khó chịu luôn. Ok, mình sẽ lên một cây Musara để mình lấy cái lượng xuyên giáp để mình bắn mấy con trâu đó nha anh em.
Nói chung thì tem bạn cũng khá là trâu, nhưng mình rất là xanh luôn, nên là mình bắn ra hớt là hốn nha. Anh em thấy không, cái lượng sát thương phép nó nổ rất là cao luôn. Cái nội tại của con Van Hen là nó có nổ sát thương phép rồi, mà cộng thêm cây dao điện, cái sát thương phép của cây dao điện gây ra nữa, nên là cái lượng sát thương phép gây ra cũng rất là ngon luôn anh em. Không không đủ đam rồi anh em ơi, đừng nóng, con diều. Ok, mình sẽ kết liễu bằng giòn pha này luôn. Ok, 7-0-10 cho mình rồi anh em ơi. Pha này mình ép được nè anh em ơi. Ý, không biết. Rất là gắt luôn anh em ơi. Pha đó bận nhiều á, phóng ra mình xém chết luôn. Mình chỉ cấu rẻ thôi chứ thật sự bây giờ mình yếu méo quá anh em ơi. Ôi, còn Vigo xô qua một cái mà là mình hết cả hồn luôn anh em. Triệu Vân chơi cũng rất là tốt luôn anh em ơi. Ok, mình đã lên được cây Musara rồi. Cuối mình dự định là lên cây quỷ kiếm để mình vừa cấu vừa phục hồi máu nha anh em. Nói chung thì anh em có thể lên món cuối, mình lên giáp hộ mệnh cũng được. Hoặc nếu muốn full dam nữa thì lên luôn một cây nanh phe nữa là mình cực kỳ thốn luôn nha anh em. Nhưng mà trận này nó tem bạn nó trâu quá, nên là mình lên cái đó để mình có thể tồn tại giữa giao tranh nha anh em. Mình lên cây hút máu, quỷ kiếm hút máu để mình tồn tại giữa giao tranh. Ví dụ mình đi farm như vậy nè, cái mình hồi máu lại, mình có thể dễ giao tranh chút nha anh em. Mình có thể tồn tại giữa giao tranh tại tem nó quá trâu luôn. Nhớ chơi bên hè anh em phải cố gắng giữ vị trí nha, đừng có lên trước là nó mình bị cách liễu liền á. Mình cố gắng giữ vị trí đứng sau cấu rỉa thôi, cứ cấu rỉa thôi. Giờ này thì mình cấu con bò cục chết nữa nha anh em, rất là khó chịu luôn, nó thốn luôn. Tem nó lao vô cú này rồi. Combat này tem mình thiếu người anh em, có thể khá là lỗi luôn tem này. Pha này tem mình chết hai người rồi, tem bạn chưa chết người nào luôn nha anh em. Rất là rắc nha anh em. Pha này có thể là mình bị dễ, rất là dễ bị lật kèo. Tại bây giờ cũng là phút thứ 12 rồi, cái trận đấu vô mấy cái phút cuối này rất là căng thẳng luôn nha anh em. Phút này mình phải hết sức thận trọng, để lỡ mà nó giết được mình hay là giết được con chủ lực như Triệu Vân là tem mình sẽ rất là dễ bị lật kèo nha anh em. Cố gắng không nên đi lẻ nghe cái giờ phút này nha anh em. Ok, giết được bạn bò rồi anh em ơi. Cú này mình combat có thành công không đây? Ok, hai mạng rồi anh em, tóc biến luôn. Chơi hơi hổ báo một chút. Ba mạng rồi anh em ơi, 7-0-15 luôn rồi, khá là ok luôn. Mình chơi nãy giờ vẫn chưa chết luôn nha anh em. Pha này mình liệu có ép được tem bạn luôn không hay nè. Cố lên anh em ơi. Rồi gán đẩy được cái trụ siêu cấp này rồi mình về nha anh em. Tem bạn nó ra ba người rồi. Bây giờ thì cái lượng hồi phục mình rất là cao luôn nha anh em. Mình chỉ cần đi farm nhẹ một cái là nó cái lượng nổ đam sát thương cũng rất là cao luôn anh em. Chí mạng đam cũng cao mà chí mạng phép cũng cao luôn anh em ơi. Rất là nhanh luôn và rất là thốn luôn anh em. Anh em nào mà đam mê cái vị tướng này, đây cũng là một cái nguồn động lực để anh em chơi. Nhiều lúc chơi con này rất là dễ phế luôn anh em. Nếu mà có rắc chơi mà hay hay thì tem chơi con này cũng khá là ok đó. Nhưng mà chơi không có XP ngon thì chơi con này thật sự rất phế luôn. Mình nói chung là lâu lâu mình có XP ngon mình mới chơi con này, chứ mình cũng không thích chơi con này lắm. Chơi con này rất là tù, tay rất là ngắn luôn, nên là chơi phải thận trọng này nọ. Mình thì thích hổ báo một chút, chơi mấy con mà không hổ báo được mà mình ít chơi lắm. Ok, tem mình quyết định ép luôn á trận này, tới trận này. Rồi bạn rắc hơi lao hơi cao rồi, một bạn chết rồi. Tem bạn rất trâu luôn anh em ơi, mình lỗi cứu combat này rồi. Rồi chết hai người luôn, chết ba người luôn anh em ơi. Tem mình chết ba, tem bạn sống nguyên luôn anh em ơi. Pha này rất là lỗi luôn nha anh em. Tem bạn vừa có con Kaiser nữa. Tem nãy là HP mình tốc biến lên cú đó là hơi bị lỗi luôn. Mình cố gắng thủ trụ để mình có thể lật kèo lại nha anh em. Ok,
chứ pha này tem bạn có lẽ là sẽ lao vô luôn. Tem bạn rất câu luôn, mà mình giết được một mạng, chấm dứt một mạng rồi. Mạng này mình cố gắng thủ trụ anh em ơi. Trời ơi, đam nó cao quá anh em ơi, mình không kịp cấu máu lại luôn. Ok, cố lên anh ơi. Thôi anh ơi, chị không giết được mạng nào hết. Thôi kệ, mình cố gắng đẩy lính nha anh em. Mình chết mạng hơi là tiếc luôn. Chị Vân giết chắc giết được bạn Vigo rồi. Cố gắng lên, ok. Tem mình nó sắp ra hết rồi anh em ơi. Mình cố gắng mình đẩy lính cao lên rồi mình ép lại, lật lại thế kèo nè. Lật thế cờ nè. Bây giờ là phút thứ 16, 16 phút 30 giây rồi anh em ơi. Mình qua đẩy đường này luôn. Phút này thì mọi cái nhất cử nhất động là mình phải hết sức thận trọng nha anh em. Chơi game cái phút này là mình phải hết sức bình tĩnh, chứ chơi rất là dễ bị lật kèo luôn. Mình chỉ cần một pha combat lỗi hoặc là một cú đi đẻ là có thể tên bạn nó sẽ lật kèo được cho mình nha anh em. Nên là mình cố gắng đẩy lính cao lên mới mở combat nó sẽ tốt nhất nha. Chứ để mà mình đẩy lính thấp quá cái mình mở combat mà bị lỗi một cú như nãy đó là mình thua luôn đó anh em ơi. Game này chơi mấy phút càng về sau này nó càng nguy hiểm và càng rất là hấp dẫn nha anh em. Năm giây nữa là có kinh công rồi, mình cố gắng ở đây mình mình tập bò lên anh em ơi. Ok, hai combat này mình lời lại nha anh em. Mình cố gắng dí theo Diêu tốc biến luôn. Ok, chấm dứt được bạn Diêu, giết được bạn Diêu rồi. Tên này có bạn Diêu là tương đối khó chịu thôi, tại vì Diêu nó ảo diệu lắm, mình nhiều lúc nó phóng vô nó kết liễu mình một combo là chết rồi, nên là mình cố gắng mình phải kết liễu được nó để mình cảm thấy an toàn thôi nha anh em. Ok, có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc tại đây rồi nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu mà thấy video hay và ý nghĩa thì anh em hãy giúp mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để kênh mình nhanh chóng phát triển nha anh em. Cảm ơn anh em, hẹn lại anh em, gặp anh em ở những video tiếp theo. Trận này trận cuối lên cao thủ nên cũng hơi gắt nha anh em. Slip away, it was simple a time. Mama told me.